cần phải lắp ráp máy đào. Suối nào. Cầu.
Hãy loại bỏ chỗ bị rỉ sét ra. Hãy sơn lên chỗ bị phai màu. Đừng dừng lại. Chúng ta đã làm được rồi. Đầu tiên, chúng tôi lắp ráp máy xúc lực nhỏ. Thank you.
giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên, nhấn để bơm. Bạn đang làm cực tốt. Hãy làm đường đến cầu. Cầu đã xây xong, bây giờ thật dễ dàng để đi qua bên kia bờ.